Chào mọi người đến kênh Công Trắng Nghĩa. Các bạn làm gì á các bạn? Bông bông. Vậy làm gì? Dạ làm bông bông, bông bông. Ai làm? Dạ em làm. Mấy em tự làm luôn hả? Dạ. Giỏi vậy. Đó giờ có làm chưa? Dạ rồi. Tiên này chúng ta tiến hành đâm lá với bông dâm bụt phải không? Dạ. Bỏ vô thêm cái giống chậu quá à. Rồi, giờ mình đổ nước đi. Mình đổ nước rồi mình lấy tay mình quậy lên á. Phải không? Thôi, chỉ hai người lớn làm thôi, sô do không có được làm. Về nhà tao ăn luôn á. Cảm giác thế nào? Nhớ, đi ra cửa nhà tao ăn. Không rồi, giống nửa nghiêng nha đam à. Rồi. Xong rồi chúng ta tiến hành lược. Lấy nước. Mình đổ nước rồi. Ít ít thôi. Rồi tiếp theo thì chúng ta làm gì đây? Bỏ nước rửa chén. Nhiều không? Mấy chai? Một chai. Hả? Một ít à? Rồi được rồi. Quậy lên, sẵn cái tay đang lấy được nó quậy lên luôn. Được chưa? Các em thấy được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi lấy lá dừa. Làm đồ hỏi. Trước tiên đi rửa tay đi. Mình lấy mấy cái đây? 6. Là 6 bản hả? Được, tiếp theo làm gì nữa? Vuốt hả? Vuốt sao anh kẹt? Nhưng mà vẫn làm được. Cái đầu à? Vẫn làm được, tại vì cái đầu của nó nhỏ là làm được. Mình chuốt một lượt luôn đi rồi mình tháo quấn lại ha. Dạ.
Rồi tiếp theo thì chúng ta tiến hành làm gì đây? Cột cái que dừa lại để làm đồ hỏi. Thổi lớn như vậy. Nhỏ một tí, nhỏ một tí. Rồi. Lê Quốc Di biết làm không? Quốc Di xong chưa? Gần xong rồi. Của Mỹ Quỳnh đâu? Nguyên có chưa? Chưa. Rồi chưa, rồi xong chưa? Xong thì tiến hành thổi, tạo bong bóng. Hay vậy. Do không biết thổi thì do chơi mấy con bóng này đi do. Đây nè, con chơi mấy con bóng này đi. Mấy con bóng mấy anh chị làm nè. Do. Nè con chơi mấy con bóng này đi. Vậy là cuối cùng mấy em làm cũng thành công ra bong bóng rồi ha. Sô Dân có thổi được không? À. Nãy giờ Sô Dân thổi có bong bóng không Sô Dân?
nó cơi nước. Ồ, còn nhiều nước. Mỹ Quỳnh phải làm ao nhỏ lại mới được. Chạy đi, cái đồ. Bông em xuống kẹt. Rồi thở đi. Đứng ở trên, không phải đứng ở dưới nữa.